Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh yêu quý. Tôi là thạc sĩ Phạm Thị Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Nối tiếp những buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi cùng chị Dung Vũ, cán bộ tuyển sinh của Học viện ICMS chia sẻ những thông tin về chương trình học dự bị đại học tại Học viện ICMS. Xin chào chị Dung ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hạnh, xin kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Vâng, chị Dung ơi, hiện tại là có khá là nhiều em học sinh học hết lớp 11 tại Việt Nam mong muốn theo học chương trình dự bị tại ICMS. Dạ. Chị có thể tư vấn cụ thể hơn về chương trình này được không ạ? Dạ vâng, cái chương trình dự bị đại học thì cái mục tiêu của nó cũng giống như cái tên học của cái chương trình này. Tức là nó là một cái sự chuẩn bị cho học sinh để các bạn ý bước khi mà bước vào chương trình cử nhân, nó sẽ có một cái sự tự tin này, sẽ có kiến thức phù hợp để các bạn ý khi mà vào chương trình cử nhân các bạn học tốt hơn. Thì dự bị đại học thường sẽ tuyển sinh các bạn mà ở cái lứa tuổi nhỏ hơn một chút, và lớp học thì thường cũng là những lớp học nhỏ từ 10 đến 15 học sinh. Thì trong quá trình học các bạn sẽ được thầy cô để ý nhiều hơn, luyện từ tiếng Anh tới các cái kỹ năng để các bạn khi mà vào chương trình đại học á, các bạn sẽ biết cái cách học, biết cách tra cứu tài liệu, biết cách viết bài luận như thế nào để khi và đạt kết quả tốt hơn trong cái chương trình đại học của các bạn sau này. Chị Dung ơi, chị có thể mô tả cụ thể hơn về yêu cầu tuyển sinh đầu vào và lịch khai giảng của chương trình dự bị ra sao? Dạ vâng ạ. Đối với cả các bạn học chương trình dự bị đại học thì yêu cầu tuyển sinh sẽ là điểm IELTS 5.5 trở lên. Để ở trong đó thì có điểm nói và điểm viết là 5.0. Ngoài ra các bạn có thể thi các cái chứng chỉ tiếng Anh khác như là TOEFL hoặc là PTE, sau đấy thì xét tương đương với cái điểm IELTS để các bạn xét tuyển vào trường. Thêm vào đó là điểm trung bình môn của các bạn sẽ yêu cầu đạt từ 7.0 trở lên. Dạ vâng. Chị Dung ơi, nếu như học sinh có điểm IELTS chưa đủ 5.5 thì dạ, trường có cái lộ trình nào cho học sinh không ạ? Vâng. Với học sinh mà chưa đủ điểm IELTS, chưa đủ điểm tiếng Anh thì cứ 0,5 điểm IELTS sẽ tương đương với học 10 tuần tiếng Anh tại Úc. Và khi đó thì nếu các bạn được 5.0 chẳng hạn thì cái lộ trình học của các bạn sẽ là học 10 tuần tiếng Anh tại ICMS, sau đó tiếp tục học lên chương trình dự bị đại học và tiếp tục nữa là học lên chương trình đại học của trường. Dạ vâng, chị Dung ơi, với các em học sinh hết lớp 11 thì thường là các em nhỏ tuổi dưới 18. Dạ. Thì trường có dịch vụ về giám hộ và chỗ ở ra sao? Dạ vâng ạ. Một trong những cái ưu điểm mà trường ICMS còn đó là nhận được học sinh từ trên 16 tuổi trở lên. Và những bạn mà trong cái độ tuổi từ trên 16 đến dưới 18 thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn về nhà ở. Tức là các bạn sẽ ở trong trường, trong ký túc xá của trường, hoặc các bạn sẽ ở đơn vị homestay do trường chỉ định. Với học sinh ở trong ký túc xá của trường thì các bạn sẽ được nhà trường sắp xếp ở những cái phòng đơn, và từ ký túc xá tới cái cơ sở học xá của các bạn chỉ mất khoảng 5 phút đi xe buýt, và trường sẽ có xe buýt đưa đón miễn phí đối với học sinh. Ngoài ra thì các bạn ở trong trường sẽ được trường miễn phí giám hộ hàng năm đối với cả các học sinh nhỏ hơn dưới 18 tuổi. Vâng. Yeah. Chị Dung ơi, cái mức học phí của chương trình dự bị là như thế nào? Dạ vâng ạ. Học phí dự bị của ICMS hiện nay là 24.000 cho 2 kỳ, tức là mỗi một kỳ các bạn sẽ đóng khoảng 12.000 đô la Úc đấy. Dạ vâng. Thế còn chị tư vấn thêm cho các anh chị phụ huynh về cái mức tiền sinh hoạt phí ạ? Dạ vâng ạ. Về sinh hoạt phí thì đối với các bạn dự bị, học dự bị á, thì cái mức học sinh hoạt phí nó cũng giống như là các anh chị khóa trên thôi. Nó cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng cũng như là cái phong cách chi tiêu của các bạn. Thì thường nó sẽ dao động từ khoảng 16.000 đến 22.000 trên một năm. Dạ vâng, cảm ơn chị Dung. Dạ. Cảm ơn các chị phụ huynh và các bạn học sinh đã lắng nghe buổi chia sẻ về thông tin chương trình học dự bị tại trường ICMS trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi xin kính chúc các anh chị phụ huynh và các em học sinh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng ạ. Xin kính chào các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh. Cảm ơn anh chị phụ huynh và các bạn học sinh đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của ICMS và công ty tư vấn du học VIP ngày hôm nay ạ.